làm gì vậy? Em cũng đang chơi với cái Xbox hả? Ủa em cũng biết chơi Xbox luôn rồi. Dữ ta. Ủa em muốn đi đâu? Ủa em muốn bò lên mẹ. Chê ghê, chê ghê. Ai vậy? Ai lại chui vậy? Ui dạ. Á dồ dồ kề sát má rồi. Em quýt ơi. Em quýt xin chào cô chú. Hello. Ôi ôi lại nằm kế chân của mẹ nè cô chú ơi. Cô thấy ghét không? Chịu không nổi với con luôn á con à. Ồ, bò lại kiếm em Nemo rồi hả? Ồ, 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 ồ. Nè mẹ có em Nemo ở đây. À, Út đã thấy em Nemo rồi. Nemo là người bạn mẹ Út thích nhất luôn á, đúng không? Cái đúng không? Yeah, em Út thích Nemo giống mẹ. Mốt á, em Út lớn mẹ cho em Út coi cái phim Đi tìm Nemo. Chịu không? Không chịu không? Cô chú có thấy không, em Út bị mũi cắn nè. Mũi cắn em Út của mẹ á. Mũi cắn em Út của mẹ. Ôi ôi ôi, coi ảnh, coi ảnh kìa. Gì vậy, gì vậy? Trời ơi, coi các bạn kìa. Thấy cưng quá à. Thấy cưng quá đi à. Rồi, coi coi coi. Ủa, Nemo thấy cưng quá con ha. Mẹ lấy Nemo mẹ thổi vô mặt cho em bút mát nha. Mình xin chào bạn yêu út. Mẹ biết con thích Nemo lắm luôn á, đúng không? Con làm cái gì đó? Ôi, chúng ta không có kẹp Nemo. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Con đi đâu vậy? Thôi à, không đi nữa hả? Không đi nữa thôi. Chân của mẹ đâu? Hỏi chụp chân của mẹ đâu cái cười à. Cái gì vậy? Ờ lúc này có hai cái găng kìa kìa. Trời ơi. Ờ yeah. Ờ yeah. Ôi trời trời, có ảnh kìa, có ảnh kìa. Ôi ôi. Cái mặt đó là cái mặt gì? Diễn tả cho mẹ nghe. Cái mặt đó là cái mặt gì? Ôi kìa 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 kìa. Kìa kìa. Jin Jin. Jin Jin. Chin chin. Ôi ôi. Chin chin. Chin. Ôi ôi. Chịu không nổi luôn á. Xin chào mọi người. Hôm nay tụi mình ăn cái món đậm xanh mà hiền xào với lại ớt bột Hàn Quốc và bơ, tỏi, ớt. Để xem coi nó sẽ ngon không, thì rất là ghiền cái món xào này luôn. Xin mời mọi người ăn chung gia đình Hiền. Salad. Của em rồi. Hôm nay em thấy ba đã cắt tóc và cắt và cạo râu rồi á, nên em cứ nhìn ba giống như là không biết là ai á. Ăn cái món này á phải liếm nó mới ngon, liếm liếm ở ngoài cái sốt đó mọi người ha. Ngon lắm cả nhà ơi. Vừa ăn. Cảm thấy uống gì khó ăn ghê á. Đặc biệt hơn. Đó, em đang ngồi vỗ vỗ chân đó mọi người.
Bây giờ mà thả xuống là sẽ không chịu, luôn luôn muốn ở trên đây. Có thả không? Nói cô chú là con luôn luôn muốn ở trên đây đúng không? Con đâu có chịu thả xuống đó đâu. Xin chào mọi người. Xin chào cô chú. Xin chào cô chú. Cười cười cười. Xin chào cô chú ơi. Cô chú ơi. Cô chú ông bà anh chị và các bạn. Ngon. Đây nè mọi người ơi. Rồi, nó hơi có nước. Đó. Con em ngồi nhìn cơ. Thử nha. À, con hay ha, con ăn no rồi, con hay ha. Lúc nào đồ ăn của ba mẹ cũng là thiên hương mỹ vị cho con hết á, đúng không? Lúc nào cũng hả hỏng hết á. Ngon à. Tách khúc cái gì nữa. It's pretty cooked to me. Cái giỏ nó dính còn sốt ngon lắm. Không quá. Giống như là ăn ốc bên Việt Nam vậy mọi người. Cái sốt này nó na ná vậy á. Trời ơi, em thấy cái hộp cơm em quyết định là em phải bấu cho bằng được cái hộp cơm. Thử coi có vớt dép được gì không. Mấy cái mà hiền thích nhất là mấy cái nè. Đó, cậu ấy nhìn nè. Không con à, để cho mẹ ăn chút xíu đi con nè. Sao mẹ ăn no rồi, giờ không để cho mẹ ăn hả? Cho mẹ ăn với. Ai vậy? Hello cô chú. Hello cô chú, con là em út. Hello. Con là em út nè. Cười 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 các bạn em cười. Hello. Hello cô, con là em út đây. Thôi, con không có chịu rồi. Con bắt mẹ con phải ẵm con rồi cô chú ơi. Ha, cái cử ăn nó phải dừng ở đây nữa rồi cô chú à. Thôi con kia con em kìa. Nhìn thấy em á chẳng khóa chí kìa. Ồ ai vậy, ai vậy à, con nói con xin chào cô chú với anh ông bà anh chị và các bạn. Con xin chào mọi người. Hôm nay đôi khi mẹ con phải kết thúc video sớm là tại vì con không có muốn ngồi ở đây.